Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì rất mong các bác và anh em nào chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ Phụ Kiện Audio tiếp tục phát triển kênh cũng như là quay lên nhiều hơn những video clip để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem và tham khảo. Thì các bác và anh em hãy nhanh tay ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Và cách đây độ khoảng 2 tuần thì em có lên sóng một video để thông báo con loa siêu chép Pioneer P8804 đã về hàng. Thì ngày hôm nay em có nhận được một cái yêu cầu của một anh, đó chính là bình luận ở trên video đó chính là: bác cho em hỏi đấu tụ và phân tần thì chất âm khác nhau nhiều không ạ? Đấy, thì em sẽ có hứa với bác là để em lên một video clip để anh xem, nghe thử anh nhé. Thì ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn này một chiếc Pioneer P8804 ở đây. Em đang đấu mụ này và một cấu hình là đầy đủ cả chân, cả bằng mạch phân tần như này. Đấy. Đây là cấu hình đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần này. Còn đây là cấu hình mà chỉ có tụ không thôi. Ở trong video này thì em sẽ test cả hai dòng loa này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau nghe thử, cảm nhận và cho ra những cái ý kiến đánh giá riêng của mình dưới phần bình luận của video này nhé. Và nếu như mà các bác và anh em chúng ta đang có những cái khúc mắc cần giải đáp về những cái sản phẩm mà em quay lên giới thiệu thì các bác và anh em có thể để lại những cái yêu cầu, những cái ý kiến đánh giá riêng của mình dưới phần bình luận của từng video mà em đăng lên. Thì em sẽ bình luận lại để trả lời tất cả các bác và anh em, hoặc là em sẽ làm những cái dạng video như này. Đó chính là những cái video là giải đáp khúc mắc của các bác và anh em, như là cặp loa siêu chép Pioneer P8804 này lắp tụ so với lắp phân tần thì cái nào nó hay hơn. Đấy, thì em sẽ làm luôn một video để test sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử nhá. Còn đây là một chiếc là Pioneer P8804, con này là công suất chịu tải là 100W này, chiều kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB. Chiếc em đang cầm trên tay đây là em đang hàn một cặp tụ với thông số tụ là 1.5 nhá, tụ 1.5. Ở đây em hàn tụ xịn của Pháp này. Còn đây là một cấu hình đầy đủ cả chân, cả bằng mạch phân tần như này. Đấy, ngay bây giờ thì em sẽ thực hiện bản test để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử. Đấy. Dạ, sợi dây này em đang câu trực tiếp từ chiếc âm ly ra nhá. Và đầu tiên thì em sẽ test một chiếc là kèm tụ trước nhá. Một chiếc ở đây em hàn tụ trước này. Bây giờ em sẽ chuyển qua chiếc là có phân tần nha. Đấy, chiếc này là có phân tần này. Em sẽ làm lại một lần nữa để các bác và anh em chúng ta nghe kỹ hơn nhé. Qua tụ này. Đây, lại chuyển qua phân tần này. Và vừa xong thì em vừa thực hiện một video để giải đáp khúc mắc của một anh khách, đó chính là Pioneer P8804 qua tụ với qua phân tần khác nhau như thế nào. Vừa xong thì em đã thực hiện bản test rồi để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử. Các bác và anh em chúng ta có những cái nhận xét, ý kiến, đánh giá riêng của mình thì có thể để lại ở phần bình luận của video này nhé. Còn một Pioneer P8804, một cặp củ rời của nó thì vẫn mức giá là 550.000 đồng, gồm hai chiếc này kèm tụ này và một cặp đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần, gồm hai chiếc, có mức giá là 730.000 đồng. Đây chờ cũng như là tụ thì em sẽ hàn trực tiếp cho các bác và anh em về, chúng ta chỉ việc câu trực tiếp vào âm ly này, cục đẩy hoặc là đầu song song từ cọc loa chính của chúng ta lên là đã có thể sử dụng ngay lập tức được rồi. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống ra âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm củ loa rời như này, các bác và anh em chúng ta có thể là nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây: 0835 31
8889. Em xin nhắc lại một lần nữa là 0835318889. Những cái sản phẩm củ loa rời này thì hiện tại đã có mặt tại tất cả các chi nhánh địa chỉ của phụ kiện audio. Ở Hà Nội thì các bác và anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ tại 263 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nó ở gần bến xe Giáp Bát. Và một địa chỉ nữa ở Hà Nội đó chính là số 6 ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, gần chi cục thuế Đống Đa. Và các bác và anh em chúng ta ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở trong khu vực Sài Gòn thì có thể qua trực tiếp địa chỉ tại 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.